Taiwan. Xin chào tất cả mọi người, mọi người đến theo tiếp theo của thông tin Phần Lan với Suvi Tessman và theo nha. Và hôm nay tôi sẽ gửi bạn là video đó. Hôm nay tôi sẽ sử dụng là phiên bản Mario, tôi sẽ sử dụng video vua này và Inger Rumbi này và Hóc Bà Rumbi này. Tôi sẽ vẽ tất cả các Phần Lan này nha. Sau đó tôi bắt đầu vào chủ trường. Thứ nhất cũng như thế này tôi sẽ sử dụng auto quá trình này.
và sau đây tôi xin được kết thúc video của tôi ở đây.